Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, như đã hứa thì trong buổi chiều ngày hôm kia thì tôi mua về được một chiếc xe siêu lướt này ạ. Siêu lướt vì nó rất là mới, vì mới đăng ký, tính ra là mới được khoảng độ chưa được 2 tháng ạ. Đăng ký là ngày 15 tháng 10 năm 2020 ạ. Siêu lướt và tôi mua, tôi đã phát trực tiếp tại nhà chủ xe đấy ạ. Và hôm qua thì tôi đã đem chiếc xe này ra đến Hà Nội rồi. Nhưng mà trong cái ngày hôm qua thì do công việc của tôi bận quá, chưa đem ra quay, chưa làm lại video cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này được. Thì ngay bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Đây là cái Hyundai Santa Fe bản tiêu chuẩn 2.2, máy dầu, số tự động ạ. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2020 ạ, cuối năm 2020 ạ. Vừa đăng ký tên tư nhân, đăng ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 ạ. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 11.000 km rồi. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe siêu lướt này ạ. Vì tính đến cái thời điểm ngày hôm nay thì là còn ngày mai nữa là hết cái thời hạn nộp thuế giảm được 50%, bắt đầu từ ngày tức là bắt đầu sang năm 2021, tháng 1 năm 2021 thì là cái mức thuế trước bạ lại quay về như cũ, đó là ở Hà Nội thì là 12%, còn ở các tỉnh là 10% thuế trước bạ. Cho nên là chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá bằng giá niêm yết của hãng là 1.060.000.000. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm chiếc xe này và mua chiếc xe này thì cũng tiết kiệm được một phần nào đó về trước bạ thôi quý vị và bạn ạ. Vì chiếc xe này thì nó không khác gì chiếc xe mới ạ, vì mới lăn bánh được từ tháng 10 năm 2020, bây giờ mới được khoảng 2 tháng thôi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về một chiếc xe siêu lướt này ạ, xem nó có nguyên bản như nhà sản xuất hay không ạ. Vì một số chỗ trên xe này còn chưa bóc ni lông cơ quý vị và các bạn ạ. Vì chủ xe mua xong chiếc xe này thì là sự lựa chọn của chủ xe lại cần về tài chính, cho nên là vừa mua xong thì chủ xe lại cũng đã muốn bán luôn, có ý định bán luôn, cho nên là để một số chỗ vẫn còn chưa bóc ni lông, vừa sử dụng nhưng mà chưa bóc ni lông ạ. Sau đây thì mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe siêu lướt này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, thời tiết của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay thì lại rất là mát, nhưng mà mát quá quý vị và các bạn ạ. Gió rất là to, cho nên là tôi quay tại đây thì là cái tiếng ồn của gió nó rất là lớn, cho nên là quý vị và các bạn mà nghe không rõ thì cũng hết sức thông cảm cho tôi nhé. Tại vì là hôm nay gió to lắm, bên trên trời thì ở đây các thanh niên hay thả diều sáo, đang chơi diều sáo, cho nên là cái tiếng sáo diều ấy nó rất là to, cho nên là quý vị và các bạn nếu như không nghe được rõ thì cũng hết sức thông cảm ạ. Tại vì thời tiết nó mát như thế này thì thanh niên mà chơi bời diều sáo các thứ là cái chuyện bình thường. Và trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe siêu lướt. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký tháng 10 năm 2012 và đăng ký tên tư nhân quý vị và các bạn nhé. Tại vì là chiếc xe này nó quá mới, 2012 thì tất cả nó còn nguyên bản, cho nên là tôi cũng không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn nhiều đâu ạ. Vì quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì chắc là cũng đã tìm hiểu về option của xe rồi. Và trên kênh của tôi đây thì tôi mua không phải chiếc xe này, là chiếc xe siêu lướt đầu tiên. Tôi mua tháng trước cũng đã mua được một chiếc màu đen, cũng siêu lướt, cũng mới chạy có mấy nghìn km thôi. Và tôi đã giới thiệu chi tiết về option rồi, cho nên là tôi không phải giới thiệu nhiều về option nữa. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản 2.2 máy dầu quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần và là sốc trước của xe này. Chiếc xe này thì không phải cam kết với quý vị và các bạn gì đâu, vì là nó còn sơn zin nguyên bản cơ ạ. Chưa có một vết xước nào. Đây là tôi mua về còn không phải đánh bóng đâu nhá, chỉ mới rửa đi ạ. Rửa đi là tôi quay lên đây là tôi bán cho quý vị và các bạn luôn ạ. Và cái lốp của nó đây ạ, quý vị và các bạn thấy ạ, mới lăn bánh được có 11.000 chuẩn nhá, 11.000 chuẩn. Và cái lốp này còn dày, rất là dày luôn ạ. Cả mà dàn lốp này cũng còn nguyên hết luôn ạ. Đấy, cái lốp này rất là dày quý vị và các bạn ạ. Và cái đét lốp thì là xe được sản xuất năm 2020, cho nên là cái đét lốp của nó cũng là 2020 luôn. Cả dàn và cái lông lốp đây quý vị các bạn thấy đấy. Lông tôi gọi là lông lốp hay còn gọi là ta lông đấy, nó là ta lông, còn rất là dày và rất là dài. Và nhìn đây thì quý vị và các bạn thấy luôn đấy ạ, chủ xe đã lắp thêm cả bậc cửa rồi này. Đây là cái bậc bước chân hay còn gọi là bậc cửa đấy, chủ xe đã lắp thêm rồi nhé quý vị bạn thấy chưa.
Bây giờ đi mua về một chiếc xe ô tô mới về thì chắc chắn chúng ta cũng phải đầu tư vào đây một số tiền ạ. Một số tiền thì chiếc xe nó mới hoàn hảo được. Ví dụ như lắp thêm dán phim cách nhiệt này, rồi trải sàn này và bậc bước chân này. Đấy, đây là những cái option mà chúng ta có thể lắp thêm. Và những cái phần ốp tay cửa đây này, vì là nếu như không ốp thì những cái phần này nó hay bị xước bên trong, cho nên là phần lớn là những khách hàng mua chiếc xe này về thì sẽ lắp thêm một số đồ đấy, và chủ xe thì đã lắp sẵn rồi. Cho nên bây giờ quý vị và các bạn mua những chiếc xe siêu lướt như thế này thì tiết kiệm được một phần, tiết kiệm được cái phần thuế trước bạ là một, nhưng và cái phần đồ đấy ạ cũng rất là nhiều. Và xe thì cũng đã được trang bị option, ví dụ như là bên ngoài thì quý vị bạn thấy đấy ạ, camera lùi này, đây là camera lùi này, cả miễn lùi có hết rồi. Đây là cái option theo xe đấy ạ, option của xe chứ không phải lắp thêm những cái này đâu ạ. Và đây là cái phiên bản là 2.2 máy dầu quý vị các bạn nhé. Hôm trước là chúng tôi mua về là cái phiên bản là 2.4 máy xăng, thì đây là 2.2 máy dầu. Và đây một những cái chỗ ví dụ như thế này này, xe còn chưa lắp, chưa bóc ni lông được. Đây tôi bỏ cho quý vị bạn xem đó, những cái phần này là chủ xe còn chưa bóc ni lông này. Đây là cái phần cốp của xe này. Đấy. Tất cả những cái phần nhựa từ những cái cánh cửa này, rồi cái cốp trong, phần lớn là chủ xe chưa bóc ni lông ạ. Đấy, quý vị và các bạn thấy ạ, rất là mới, rất là đẹp, nó không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Đây là cái phần lót cốp sau đây ạ. Đấy, rất là mới ạ, vì chiếc xe này mới đăng ký tháng 10 thôi ạ. Tất cả đều rất là mới ạ. Xe thì cũng đã được trang bị là cốp điện rồi. Đấy, đẹp, rất là mới. Xi nhan thì cũng được tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi. Đèn pha bi xenon, đèn led, cái đèn trên này là đèn led đấy quý vị các bạn. Nếu như ban ngày hoặc là nổ máy, cứ nổ máy lên là cái đèn led này nó sáng thôi. Và dưới là đèn pha bi xenon. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Siêu lướt mà đúng là gọi là siêu lướt là nó mới chạy cũng ít thôi. Tìm quanh xe không có một vết xước và chưa có một vết sơn lại đâu quý vị các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên, là còn bảo hành, bảo dưỡng tại chính hãng luôn ạ. Full lịch sử bảo hành ạ, chủ xe bảo hành tại hãng ạ. Và mấy cái xe này thì cũng chưa phải bảo hành, bảo dưỡng gì đâu ạ. Chỉ có mới thay dầu thôi. Mới có thay dầu thì thay dầu lần thứ hai thôi. 5.000 và 10.000 là chúng ta thay dầu đấy, thì chủ xe cũng đã thực hiện những cái bước thay dầu đó rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lại đi, tiếp tục đi một vòng quanh xe để tìm xem có một vết xước nào không nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này tôi nói thật với quý vị và các bạn là chúng tôi còn không phải đánh bóng cơ, vừa mới mất tiền rửa thôi ạ. Đấy, vừa mới mất tiền rửa và không phải mất tiền đánh bóng. Và đi quanh xe đây quý vị các bạn thấy ạ, không tìm thấy một vết xước nào luôn ạ. Phải nói là rất mới, không khác thì một cái xe từ hãng đưa ra. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Không có một vết xước. Đây, từ những cái mũ van còn chưa phải tháo ra để bơm hơi cơ ạ. Đây, vẫn còn nguyên những cái vết sơn. Vết sơn của nhà sản xuất này chưa tháo ra một chút nào. Còn nguyên bản hết ạ. Đấy, đi một vòng quanh mà không tìm thêm một cái vết xước nào luôn. Bẩn một chút là do tôi đi thôi, vừa mới rửa xong để đi luôn, cho nên là nó bám bụi. Tôi vừa mới rửa xong là đem ra đây quay đấy, nhưng mà rửa xong là từ cái chỗ rửa tôi đánh ra đây nó mất khoảng độ 5 cây số, và đi cái đường hôm nay thì nó lại rất là bụi. Hôm nay trời gió to bụi lắm, và vừa mới rửa xong thì là nó ướt mà đi nó bám bụi, cho nên là rất là bẩn. Về ngoại thất thì là ok rồi, không có một vết xước. Và lại được lắp thêm một số đồ đấy, ví dụ như ốp cửa này, ốp tay nắm cửa này, bậc cửa này, đấy là cái phần lắp thêm. Và cái phần nội thất thì sao, thì bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất ạ. Nội thất này thì nó quá mới rồi, tại vì là đây quý vị các bạn thấy đấy ạ, một số chỗ còn chưa bóc ni lông quý vị các bạn nhé. Đây này, những cái vết ni lông này là chủ xe chưa bóc này, đấy, chủ xe còn chưa bóc ni lông này. Rất nhiều chỗ mà chủ xe còn chưa bóc ni lông cơ. Ốp thêm bậc cửa này, trải sàn da này. Đấy, đã có trải sàn da rồi. Rất là mới. Xe thì được trang bị cả ghế điện rồi. Đây, thưa với quý vị và bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2020 nhé. Đăng ký ngày 15 tháng 10 năm 2020.
sản xuất cuối năm 2020 luôn đấy ạ. Ghế da cao cấp, vô lăng, đây mới chạy có 11.000 thôi. Cụ thể đây, đồng hồ công tơ mét đây, quý vị các bạn thấy ạ. Mới chạy có 11.000 thôi, rất là đẹp. Trên cái táp lô này cũng chưa bóc ni lông này. Trên cái màn hình này cũng chưa bóc ni lông này, đấy. Còn nguyên ni lông của nhà sản xuất đây, chưa bóc tí nào ạ. Đấy, phần yên ngựa này cũng chưa bóc ni lông. Chủ xe mua xong xe cái thì lại cần đến tài chính, cho nên là không có ý định sử dụng chiếc xe này nữa và muốn bán, cho nên là không bóc ni lông, để lại để bán đấy ạ. Để dành cho những cái chủ tiếp theo muốn bóc ni lông thì vẫn được bóc ni lông ạ. Mua xe cũ mà vẫn được bóc ni lông đấy, hay còn gọi là bóc tem đấy ạ. Cái phần nội thất phía sau nữa thế. Khác với các xe trước thì xe này tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị về cái phần keo chỉ nhé. Tại vì bên ngoài nó không có một vết xước cơ, thì bên keo chỉ thì đương nhiên là nó phải còn rồi. Đấy, chiếc xe này thì tôi chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái chỗ mà nó thể hiện được cái xe này nó siêu lướt, nó còn rất là mới thôi ạ. Đấy, những cái chỗ ni lông còn chưa bóc cơ ạ. Ghế da đây, quý vị các bạn thấy xe được trang bị là nội thất da cao cấp và là nội thất màu đen. Màu đen này là cái màu mà sạch sẽ, không bị lộ bẩn đấy ạ. Quý vị và các bạn nào mà không giữ gìn được, nhà hoặc nhà có trẻ con ấy, nó hay bẩn thì xe thì đi vào nội thất này thì hợp, không phải giữ gìn gì nhiều. Đấy, đây là cái màn hình của xe. Xe thì đã được trang bị màn hình giải trí đa phương tiện rồi. Tôi tắt cái âm thanh đi để giới thiệu cho quý vị và các bạn nghe nó rõ hơn. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây. Da này, đây là cái da của vô lăng, còn rất là mới, nó không khác gì một cái xe mới cả. Và rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông đây ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa? Chưa bóc ni lông luôn. Kể cả cái phần dưới này, phần da của táp lô này, rất là mới, rất là đẹp này. Xe thì cũng đã được trang bị là màn hình giải trí thông tin đa phương tiện rồi. Camera có sẵn đây, bấm nút camera này. Đấy. Trần cũng rất là mới, rất sạch sẽ luôn ạ. Và đây là cái phần cốp sau của xe, quý vị các bạn nhé. Cốp sau thì cái đây là có một cái lót cốp rồi này. Bên dưới lại một cái cốp xịn của xe này, rất là sạch sẽ. Cái phần ghế sau này thì gần như là chưa có người ngồi. Đấy, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn, rất là mới ạ. Cái cốp của Santa Fe này thì nó cũng rất là rộng trong những cái dòng xe SUV. Và vì là nó được gập ghế, ghế nó được gập xuống nên rất là rộng. Nó khác với những dòng xe khác là gập ở đây và kéo ngang ra hai bên, cho nên là nó mất nhiều không gian. Nhưng mà chiếc xe này thì lại được gập úp xuống, cho nên là rất là tiết kiệm. Và ghế được gập là ghế gập điện đây quý vị và bạn nhé, gập điện này. Và có cả điều hòa cho vùng điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau cùng đấy. Đây là cái vùng điều hòa. Đấy. Và đây là cái táp đi cửa sau bên phụ ạ. Tất cả cũng còn đều rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Phải nói là đúng là chiếc xe siêu lướt ạ. Rất là sạch sẽ và đẹp đẽ và rất là mới ạ. Còn đây là cái táp đi cửa trước bên phụ ạ. Đấy, cũng là một số chỗ vẫn còn chưa bóc ni lông luôn quý vị các bạn ạ. Rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông. Đây là những cái phần mà chưa bóc ni lông của xe rồi đấy. Đây là cái bậc cửa này. Chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị về cái phần keo chỉ. Tại vì là nó rất là mới như thế này, còn chưa, bên ngoài chưa tìm thấy vết xước thì là làm sao mà keo chỉ mất được. Rất nhiều điểm còn chưa bóc ni lông cơ. Quá là mới luôn đấy. Những ai mà đang quan tâm đến những chiếc xe, đang có ý định mua chiếc xe mới thì là đây cũng là một cái sự lựa chọn để
tiết kiệm được khá khá tiền cho gia đình đấy. Và cái phần quan trọng nhất mà làm cho những cái người mà say mê những chiếc xe Hyundai Santa Fe, đặc biệt là cái phiên bản máy dầu, thì là ở đây ạ. Tức là cái mức tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Vì người Việt mình là rất quan tâm đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Đi mua xe cứ phải hỏi xe ăn hết bao nhiêu lít. Thì vâng, thưa với quý vị và các bạn, là mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố cho chiếc Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu 2020 này là 5,94 lít trung bình, tức là kết hợp cả đường trường và đường đô thị. Còn trong khu đô thị là 7,8 ạ. Còn nếu như mà chạy ngoài đô thị, tức là chạy đường trường ấy, thì chỉ có 4,8 lít cho 100 km thôi. Quý vị và các bạn thấy có kinh tế không ạ? Có hiệu quả không ạ? Có tiết kiệm không ạ? Đấy, đây chính là cái nguyên nhân mà rất nhiều người mua xe Santa Fe lựa chọn đấy ạ. Máy dầu. Các cụ có câu rồi, xe con thì cứ phải hoai đầu, máy dầu thì cứ phải Santa Fe. Đấy, xe con cứ phải hai đầu, mà máy dầu thì cứ phải đi Santa Fe mới là chuẩn ạ. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, máy móc thì lại không ồn. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe 2.2 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít ạ. Động cơ diesel hay còn gọi là máy dầu đấy ạ. Đây, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem về cái khối động cơ mà Hyundai đã trang bị cho chiếc xe này ạ. Đầu tiên thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, tôi vẫn phải quay về cái phần ốc xem quý vị các bạn thấy nó có mới không ạ. Tất cả còn rất là mới, vì chiếc xe này mới đăng ký được khoảng 2 tháng thôi. Từ 15 tháng 10 đến bây giờ thì nó rơi vào 2 tháng. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Còn bảo hành tại hãng nhé quý vị các bạn, còn bảo hành rất là dài và tất cả còn rất là mới đây ạ. Nhiều chỗ đúng là trong động cơ này, nhiều chỗ cũng còn chưa bóc ni lông đây quý vị các bạn ạ. Mua xe cũ nhưng mà vẫn được bóc tem nhé, nhiều chỗ vẫn chưa bóc đâu ạ. Đấy, rất là mới ạ. Và cái động cơ này thì quý vị và các bạn nếu như sử dụng chăm sóc bảo dưỡng bình thường thì cỡ 3-40 vạn thì cũng chưa thành vấn đề gì cả. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng mới thay dầu lần thứ hai thôi quý vị và các bạn nhé. Mới thay dầu lần thứ hai và thay dầu tại hãng luôn ạ. Có lịch sử ạ, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng ạ. Rất là mới đấy ạ. Tôi mở cái nắp này lên cho quý vị và các bạn xem nhé. Đấy, quý vị và các bạn thấy ạ. Rất là mới luôn. Rất là mới ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 này thì xin quý vị và các bạn hãy nhấc máy ngay, cầm máy lên và gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe siêu lướt này ạ. Chiếc xe này thì chúng ta có thể bàn về giá là chính thôi, chứ chất lượng thì không phải bàn ạ, vì là nó mới lăn bánh được có 11.000 km và mới đăng ký từ tháng 10 đến bây giờ, thì không phải bàn về cái chất lượng nữa, chỉ bàn về giá. Và giá thì chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 1.060.000.000 bằng giá của hãng ạ. Cho nên là bây giờ thì quý vị và bạn có thể chỉ tiết kiệm được một chút phần trước bạ đăng ký thôi. Và bắt đầu từ ngày mai thì là cái phần trước bạ này nó lại trở về nguyên như cũ là 12% đối với những chiếc xe đăng ký tại Hà Nội rồi đấy ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì cũng nhanh chóng để sở hữu thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.